rồi có còn Trần anh. Siêu nữa phải không, rồi có anh Dạ đúng rồi, Cường Nguyễn, anh gì nữa lớn tuổi nữa là anh gì nữa ta, anh mấy mấy Phúc Nguyễn rồi, rồi kế nữa là anh á, đâu còn ai còn nữa. còn hai ba người tôi thấy lớn lớn tuổi. Ê, chúng ta bây giờ nói bọn trẻ là không có nói nha, bây giờ nói bọn lớn. Anh Phú Nguyễn ơi, có cái Dạ ok tôi biết anh còn ở nhà không, anh còn ở đây không? Yeah, ok, chào rồi, thấy anh rồi. Ok, bây giờ tôi hỏi anh một cái câu gì, tôi nghe nói mà tôi bật lửa. Hồi nãy lon ton vô trong nhà của thằng Luli, thì mình cũng thường thường có cái vụ hơi mong mang vô coi thử tụi nó nói gì. Nghe cái tin này mới lại vui nè, nghe bật lửa luôn nè. Mình em thì cũng giống như anh thôi, có nghĩa là mình đã sống được đỉnh với Cộng Hòa rồi, đệ nhị Cộng Hòa luôn, rồi tới bây giờ luôn, phải đúng không? Anh có bao giờ anh có nghe một cái chuyện là mướn tổng thống không? Hả? Tôi nghe rượu má nó nói là lật đổ xong rồi, rồi kia nó hỏi giờ ai làm chủ tịch còn là tổng thống, nó kêu bây giờ nếu mà Việt Nam không có mà đi mướn tổng thống. Bây giờ học theo một cái cách cô từ nhỏ kêu bó tay vậy thôi, nói làm con mẹ gì trời, đụng tổng thống thôi đi mướn. Anh khỏi từ ba thể chế, đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, rồi tới bây giờ anh có thấy ai mà trên thế giới được chưa, không có nói Việt Nam luôn, có bao giờ có dùng cái từ coi như là tổng thống mướn bao giờ chưa? Ồ, mà tôi thua đó luôn. Anh gọi em vài chữ coi. Anh Dạ. Nguyễn Phúc, anh coi thử coi với lại gì Trần Siêu á, đủ có hay là không, đủ không á, trên thế giới có ai mà đi mướn tổng thống không? Ồ, mà tôi nghe nói là tôi rụng rời tay chân luôn, tôi nói rồi thua thua luôn, đụng mà khỏi trả lời tôi đó. Hả? Đâu mà anh chưa nghe phải không, đủ mà trên thế giới này chưa có, mà cái đám đó kia đòi lật đổ xong rồi mướn tổng thống vậy trời. Tôi nghe nói cái À đủ tôi rụng rời tay chân luôn, tôi nói ồ mà thôi thua luôn, tụi này luôn rồi. có chú Nghĩa Trung Phạm kìa kìa anh À Long, có đúng anh chú Nghĩa nữa, anh Nghĩa đâu rồi, anh Nghĩa gõ thử coi có bao giờ anh nghe cái chuyện mà tổng thống mướn bao giờ chưa anh Nghĩa. Còn cái chuyện mà thu thiếu nợ anh cái vụ cái đồng hồ đó, để tôi về Việt Nam xong rồi tôi trả cho anh bằng bia ngang. Nguyên, cô khỏe, cô Tài Nguyên lâu quá không thấy cô, nó làm như mướn huấn luyện viên bóng đá vậy. Rồi huấn luyện viên thua luôn. Dạ cô Tài Nguyên, anh trên khách mời là anh Cầm Nguyễn ở bên Mỹ đó cô Tài Nguyên. À, đó vậy tao nói tao tao muốn lên, tao nôn nóng quá, tao muốn lên mà tao nói cái chuyện này ra, tao nói tao té ghế luôn, mà tao nói thiệt mà tao xỉu luôn, tao xỉu luôn, tại hồi xưa còn có lý do để mà nói, bây giờ nó nói câu đó xong rồi tao té ghế luôn, tao khỏi nói luôn, tại vì đùa tổng thống mà nó đi mướn thôi, nó kêu Việt Nam không có ai tài thì nó đi mướn tổng thống, tao nói, trời ơi đùa, tao nghe muốn khủng khiếp luôn. Đó, anh Tình Phai Phai nói là nó học bài Ukraine mướn hệ thống chính trị. Trời ơi mà tao thua luôn, để tao còn nói làm gì nữa giờ. Ồ, trời ơi tụi má vậy mà nó phùng ban trợn mắt. Ngày hôm qua tao không có vô Tân Thái, đưa thằng Quỷ Trung nó dẫn tao vô, có nghĩa nó cho tao cái link tao vô, xong thấy ông cũng y chang như cũ u như kỹ à, cũng phùng ban trợn mắt lên, cũng nói tùm lum tà la, cũng biểu tình gì còn mấy chục ngày nữa rồi bà con ơi, rồi các cái sao thì cũng có máy que đâu ở bên Mỹ thuộc là đâu đâu ở nhà, lên mạng thì không phải là giấu mặt nhưng mà có điều tối thui à, có nghĩa là theo tôi hiểu là những người này là có thể là dân coi như là không có đủ, nói thẳng là không đủ ăn thì cũng đúng thôi, đúng đủ ăn rồi nhà nghèo rồi theo tôi suy luận thì chắc là cũng không lo làm việc rồi để đói đói xong bắt đầu trách móc rồi mới đòi hỏi là đi con đó đi học và tại sao phải không đóng tiền, cũng y chang như bủng tủ soạn lại rồi y tế tại sao là phải này kia đủ, tôi y chang bây giờ mà tao đã giải thích với Hải Nguyễn đã trả lời rồi, giải thích rồi tường tận rồi mà nó vẫn không nghe, có nghĩa là nó y chang như cũ u như kỹ vậy thôi à, thành ra bây giờ mà nói hoài đó tao mà tao từ người nãy tao ngồi tao cười hoài, tao nói rồi cái mẹ nó không có lãnh đạo mà nó đòi đi mướn tổng thống, tao ngồi tao cười từ hồi nãy tới giờ tao cười ra nước, tao cười mà bởi tao mới nói tụi bay là tao lên để tao nói cái chuyện đó thôi chứ không có chuyện gì, có điều tao nghĩ vậy thôi rồi còn nói chuyện gì đó.
nó ngu đến mức độ mà chào nó ngu đến mức độ mà được mà nó không được cái gì trên tội mà nó đi bướng tổng thống thì thôi thua luôn rồi. Thôi tao chưa từng thấy, tao chưa từng thấy à, thua luôn. Em nói đó có nghĩa là riết là bị ngáo rồi. Ờ. Bị ngáo rồi xong ra là cái đầu riết rồi đôi lúc nhiều khi giống như nói chuyện theo cái kiểu mà giống như là không, mà từ hồi xưa tới giờ nó ngáo mà những cái lời đó nó vẫn còn theo kiểu giống cái kiểu như mình còn có thể suy nghĩ được, nó ngáo nhưng mà còn có thể bình thường được, nhưng mà mình không nghĩ ra, nó nghĩ ra cái sáng sáng kiến là đi mướn tổng thống người ta mới làm quải chứ trời, đủ mới là ghê chứ. Đủ vậy thôi, đi mướn tổng thống là đi mẹ mà mốt là đạn quạng nó đi mướn đủ bao công luôn á. Nó coi phim Tàu riết nó nghĩ bao công chắc là xử án tốt cho nên tại vì nó đi mướn bao công luôn đủ. Ơi dạ thiệt tình đồ, người ta nghe nói là tao thấy đồ hình như nó ở đâu bệnh viện tâm thần à, ở đâu mẹ ơi, tao tao nghe chào nói là chị tao mới Thanh cười Nhũ. đó, bên trên bên trang nhà của thằng Luli á. Ô mà nó nói vậy thôi còn nói gì nữa giờ, đã biết nó thuộc về cái dạng gì rồi thì ra khỏi bắt công cãi cười đồ, Chứ mà đừng nghe nghĩa nói nó là cười đúng cũng sặc đúng luôn mà à. thì đúng rồi đúng là anh Nghĩa, trời tôi nghe không là tôi tá quả tâm tin tôi đổ ông đốm ra coi đó trời ơi đúng, mà muốn xỉu luôn. Chào Hà My, chào Lý Nguyễn, chào mọi người nha. Rõ ràng thì Charlie Lý Nguyễn này tao không biết mẹ ở đâu, tao không biết, mà nếu mà ở nước ngoài thì tao nói cho mày nghe, đừng có dùng những cái từ ngữ rất ư là mất dạy ở đây. Còn nếu mà bằng tuổi tao thì cũng ok đi, nhưng mà cái điều mà ở nước ngoài thì nó nhân quá một chút. Nhất rồi mày ví dụ như mà mình có cái gì đó thì mày viết ra đi, phản bác là những cái luận điệu đại khái gì đó, tao thì tao chẳng bên ai cả, tao từ xưa là tuyên ngôn của tao là nói thật, tao không có làm ai, tao không bên ai cả à. Phải không, bên nhà mày hỏi Luli coi phải không, chút xíu Luli lên mà hỏi nó coi phải có cái đứa nào nó phát ngôn điều đó không, trời ơi ngủ đi tổng thống mà đi mướn đồ má đó thì đó mày đó. Thành ra tao nói cho mày nghe, đây là một cái diễn đàn thằng nó bình dương nó mở, nó thuộc là dẫn điện dẫn điện cái gì đấy, diễn đàn mở gì đó, cái đó tao cũng không có rằng có cái điều là lên đây tôi và anh biện luận hoặc là giải thích hay là cái gì đó làm cho mọi người hiểu, ta dùng bằng cái lý, bằng cái tình, bằng cái luật hoặc bằng cái gì đó nói cho ta hiểu, có cái đặt tên nữa đâu, tao tao dẫn lên tao mới nói tự thôi, còn bình thường là mày mà nếu mà nhỏ tuổi tao mà dùng cái từ đó là mày vô phép đấy. Chào nhiều ăn xin xã hội với lại tham nhũng rồi nó nói hết rồi, nói xong mà tao cũng đưa bằng chứng ra rồi, rồi nhân quyền theo kiểu Mỹ thì trên mạng cũng thuyết trai đó, mày thấy rồi đó, ngày hôm qua tao cho mày coi cái clip rồi đó, đủ mà 1 2 3 chạy hả bùm rồi xong một mạng để thôi thôi, người ta chưa làm gì hết cả nha, ta không có vũ khí gì đó hả à, mà nó làm có bùm, bởi vì ở đây tao nói thẳng mày ở nước Mỹ là họ sợ cái gì cũng sợ chứ, sợ bị phạt, chẳng qua bị cái chỗ là ta sợ thôi, rồi nó kêu đó là cái tự do, không phải, ở đâu cũng có luật pháp cả, mà luật pháp ở Mỹ này là anh phải hiểu là luật pháp trong khuôn khổ, còn Việt Nam mà luật pháp thuộc cái dạng là có tự do mà tự do quá trớn luôn rồi, là mày đừng có nghĩ chuyện tào lao, đó cũng giống như có nghe rồi anh đủ mà thằng cha mà rồi cố vấn mà thì mà coi như tranh cử của tổng thống Trump á, sơ sơ nó ẩm mẹ hết 60 triệu đô la, mày nghĩ coi nghĩ coi thử coi đủ mà có đất nước nào mà đủ tổng thống mà đủ mà trong cái guồng má chính phủ mà nó quốc vậy không, đúng đó. Tham nhũng lần đâu có ít đâu, tham nhũng mà phải lần như vậy thôi, đó là một thằng đó nha, biết bao nhiêu thằng ở trong cái bộ máy xã hội này, nhưng mà nó có cái hay cái chỗ là nó lừa, nó tham nhũng mà nó hợp sức quá, ngộ lắm, đủ nước Mỹ này kỳ cục lắm, biết mà bắt không được đủ mà. Anh đảng rồi quá, anh thấy người ta đảng quá, mình cũng trên nguyên tắc là mình cũng lên như giống như anh Nghĩa vậy đó, anh Nghĩa vậy thì cũng nên bình lên mình nói lý lẽ rồi mình phân tích ra những cái chuyện mà điều hay lẽ phải hoặc là cái nào đúng hay là không đúng cho ở lớp trẻ sau này nó hiểu rồi mà, nhưng mà khi nó phát ngôn câu đó người ta nói trời thôi đủ khỏi giải thích chi cho nó mệt, đủ giải thích gì với mấy thằng điên, đủ giải thích làm sao mà vô được bệnh viện tâm thần mà giải thích cho nó nghe hả,
Tôi nghe nói cái kiểu mà đụ mà đi mướn tổng thống mà tự nhiên tôi quản đụ mà tôi hết 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 muốn ý kiến luôn. Đụ khỏi giải thích luôn, tại vì nó cái đầu của nó chỉ có nhiêu thôi mà. Nó có hơn được gì đâu. Chán không phải. Vậy thôi chứ còn không có chuyện gì mà tao thấy lúc này thì tình hình nó cũng không có cái gì gọi đó. Còn hồi nãy tao đứa nào ai rủ tao à, chị Võ Phượng, chị Võ Phương Phượng gì đó, chị rủ tao qua, chị nói qua bên Thái Cục Viên. Bây giờ bên đó nó đòi là chơi tới bến luôn, có nghĩa là dùng hung khí rồi axit xích gì làm phá lã bom xăng gì là đủ má. Con nó trời đó là trời má, cái đó là mày hại đủ má chứ mày làm gì. Thôi tao cũng bàn cái chuyện nữa, tại kệ bà muốn làm được nó làm được thì nó làm thôi chứ mình đâu có nói gì được đâu. Tại vì con thấy cũng to rồi, mà vừa ẵm con mà vừa chờ. Còn Em nói nó biết nó bị ảo tưởng rồi nên thôi mấy cái trò đó thì nó nói cho nó vui, nó nói cho nó thỏa mãn cái đầu óc suy nghĩ của nó thôi nên không bận tâm anh. Cái em có bận tâm mắc cười nhất là cái gì nữa anh biết không? Nó kêu là ghi lên trên tờ tiền á, rồi bắt đầu đi đi mua hàng hay gì mình trả cho người ta. Đó, một cách gọi gửi truyền đơn hữu hiệu nhất. Nhưng mà nó nói đi nhưng mà nó quên nghĩ lại là trong cái luật pháp Việt Nam á, là có hủy hoại đồng tiền là cũng phạm hợp pháp pháp phạt Mỹ à. đó được quá thua mày, sao mệt quá đủ bay nói chuyện đó gì, nhiều khi tao cũng nản, tao cũng làm biếng nói Đúng rồi, cam luôn hết kim đồng tiền chỗ nói rồi. nè, em nói là nó hết chuyện rồi nên bây giờ nó chỉ đi nó nói những cái toàn là những cái gì thôi mình cũng không biết cũng được. Đó, anh nhắc chị Giáo Phượng có mặt. Còn một thằng nữa, một thằng có lưu ly kìa, nó rủ lưu ly qua bên miên đất cờ đồ với nó, rủ thằng không biết rồi đủ ba, tao nghĩ là hình như là đủ má nó điên hết ra nơi rồi, biết lên là tại vì không còn chuyện gì để nói nữa. Nói là những người là biết phân tích hoặc là trái chiều thì ok, hai đứa còn có thể phân lại ok, con thằng này nó nói vậy thôi đủ má, mình cũng giống như mình là mình giơ tay đầu hàng luôn cho nó rồi, mệt quá đủ nói chuyện cái điên mệt quá khổ ghê luôn. Tao nói một cái là tao cười sặc đó mồm luôn, mà tao cười tao không biết nói gì hơn, không biết nói gì hơn, Chỉ dùng từ bó nói tay được thôi. chữ bó tay thôi chứ thiệt tình đâu có ra bắt chước cái nhỏ bị ra mà chữ bó tay thì là bó chân gì đó tao không biết, mà cái gì vậy không biết nói gì sao. Ờ, anh chỉ lên chỉ nói cái điều đó cho tụi em hiểu, có nghĩa là mấy bọn trẻ dưới cái này họ hiểu thôi, còn mấy cái đứa đó cái đứa nào mà trái chiều hoặc là gì đó gì gì thằng gì đó, cái thằng gì mới ra gì đó thằng gì không không hiểu ở dưới này là tao mới có mấy thằng đó mà đến mày nghe thử thì kiểu vậy sao mày nghe nổi không. Thật Ờ lý chắc anh. đi Nguyễn gì đó ở đó có nhiều đứa nó không cần biết chuyện lý lẽ thì trời, nó có vô là bắt đầu nó đà nó chửi nó bới thôi. Ừ, tao không hiểu. Tao nói mày bất cứ ở đâu cũng vậy, kể cả Mỹ cũng vậy, cũng có những người trái chiều và những người hòa thuộc về tấn công về coi như khủng bố cũng vậy, là họ cũng không, đất nước không có chỗ nào hoàn hoàn chỉnh hoàn mỹ cả, nhưng có cái điều là mình sắp xếp về để mình gầy dựng hoặc là thí dụ như nó sai cái đó thì mình sửa thôi. Mỹ này mày thấy thằng Mỹ này là bị nhiều nhất và hầu như trên thế giới này là Mỹ là bị thù ghét nhất, nước nào cũng ghét nó chứ, nhưng mà tại vì nó người ta không làm gì được nó thôi. Hiểu đó Cho anh nhân mình phạt. phải đứng ở trên vấn đề phương diện là ngược lại, chứ Nhà. đừng có bao giờ mình nghĩ một chiều thằng đó kẻ thù tao giết không phải, nhưng mà tại sao nó thù mình. Nè. Như vậy vào vào cái thời có nghĩa thời bây giờ nữa đâu đâu phải là mình thù người ta là mình cứ thù mãi mãi đâu, Mày thấy đâu phải vậy là cách để mình từ tới giờ mày thấy cái gì cho anh. một một đó, nó cũng có một cái phần gì đó cho của thằng Mỹ làm mà đến nỗi mà dân ta quận ức người ta mới làm, chẳng hạn như Palestine Israel đại khái là vậy, nhưng cũng là ổ ảnh mà xía chỗ nào. Bây giờ tao nói thẳng là một câu là mấy cái thằng nào đi theo Mỹ bây giờ teo tu hết, từ Libya cho đến từ Syria rồi từ thằng là ui trời rồi mấy cái nước đó mà coi có quốc gia nào mà đâu còn như gạch không, nó tan nát khủng khiếp hơn. Bây giờ mà thấy con tội người dân mới chạy loạn hết ra bên kia, có nghĩa là hết banh ra Dạ lòng hết.
Vậy thì ra mực đó một thời nạn nhân rồi, mực đã hiểu rồi. Thành ra bây giờ không có thằng nào mày xía vô được là tốt lắm rồi. Cái điều đó tao với anh Nghĩa đã bước qua rồi, đã hiểu rồi, đã nói lại cho con cháu nghe rồi. Mà nó không nghe thì thôi kệ nó đi, tại vì nó không hiểu, tại vì mình nó đã không cố tình không hiểu thì mình giải thích tới bằng trời, nó cũng vậy thôi, lập luận của nó vậy thôi. Rõ ràng thấy không, nó chơi nó biết, nó nói tao nó sàm kìa. Thì nó đi ra đi vô thì chỉ nói vậy thôi mà, nó đâu có câu nào khác hơn Thì đâu. thằng này cũng sắp sửa vậy, giống như cái thằng mà nãy nó tuyên bố bước tổng thống, thằng đó cũng hai đứa cũng giống nhau thôi, không khác. Thua luôn. Thôi anh chỉ nói vậy thôi, anh chỉ là lên đây để giải bài những vấn đề, coi như là ý là cái, anh ý vô đây đây để nói cái trí mà cái nhớ người mà kêu gọi biểu tình hay kia là chỉ có được bao nhiêu thôi. Từ tao nghe nói cái vụ đó là tao bó tay bó chân rồi đủ, thì nó chỉ cỡ đó thôi chứ không hơn được nữa, thì là lãnh đạo là mấy con mẹ gì cho nó sướng. Trời ơi, vậy thôi anh cứ nói vậy thôi, Dạ rồi anh, em cảm ơn anh. cho ai lên cũng được. Anh Nghĩa đi lên Nghĩa đi, anh Nghĩa tao thích cho Nghĩa này, trả sạo sạo tao thiếu nợ, trả cái đồng hồ thì từ từ trả, làm đòi dữ vậy. Có anh Hoàng Chắc Kỳ cũng đòi anh đồng hồ Cái Senko cha đủ rồi, tí là tao thiếu hai cái rồi hả? Trời. năm. Thua luôn. Ok. Anh Nghĩa lên. Dạ rồi, Kể lại mấy. dạ Đừng. để em mời Ừ, Nghĩa anh Nghĩa lên. lên đi. Tội gì. Dạ.